Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Clip này thì mình sẽ review về bộ skill của S thứ 5 ở trong game, đó chính là Mega Mewtwo X. Hiện tại thì Mega Mewtwo X với cái bộ skill giống như thế này. Có 3 kỹ năng chủ động, một kỹ năng ulti và một cái phần nội tại rất là dài. Và sắp tới không biết là nó có bị chỉnh sửa hay không thì bây giờ mình cứ review trước đã. Với Mega Mewtwo X thì các bạn sẽ tiến hóa nó lên từ con Mewtwo thường điều kiện đó là các bạn phải lên được 11 sao này, 200 mảnh vật năng đỏ, 50 đá xanh, uh, 10 s cộng uh, 4 sao bất kỳ và 8 s cộng uh, hệ siêu hoặc là hệ giác đấu là các bạn có thể uh, tiền hóa lên được Mega Mewtwo X rồi. Mega Mewtwo X khi tiền hóa lên cũng sẽ không có thay đổi gì với cả Mewtwo thường cho lắm về cái phần đó là quà hay là duyên, duyên hay quà thì y xì như lúc chưa tiền hóa và bây giờ khi tiền hóa lên Mega Mewtwo X thì bộ skill của nó sẽ dựa theo đó là công vật lý. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu về bộ skill của Mega Mewtwo X à, Điều đầu tiên các bạn thấy đó là Mega Mewtwo X nó sẽ không có cột nộ giống như những Pokemon khác Và nó có 4 kỹ năng chủ động giống như của Dragon Knight Và các bạn để ý ở trong phần cột nộ của Mega Mewtwo X nó sẽ chia ra làm 12 ô Cứ mỗi lần hành động của Mega Mewtwo X thì nó sẽ nhận được một cái ấn để lắp vào một cái ô đó Bây giờ đến skill 1 Skill 1 thì nó sẽ tấn công lên một địch ngẫu nhiên này về sát thương gây ra bằng 160% công vật lý và kèm theo nữa là nó sẽ tăng cho bản thân nó đó là 15% công vật lý và thủ vật lý trong vòng một lượt và không cộng dồn. Và như các bạn thấy đó là sau khi hành động xong thì Mega Mewtwo X nó đã nhận được một cái ấn nộ để lắp vào cái ô trống đó, tổng cộng có 12 ấn thì nó sẽ chia ra làm 3 cấp. À, cứ 4 ấn thì nó sẽ lên được một cấp mới một cấp này thì nó sẽ giúp cho Mega Mewtwo X được cải thiện hơn về skill 1 skill 1 của Mega Mewtwo X thì nó có đến 4 level vừa rồi đó là đoạn level 1 của skill 1 của Mega Mewtwo X này và như các bạn thấy là sau khi đã đạt được đủ 4 cái ấn thì là nó sẽ xuất hiện một cái ngôi sao màu vàng đây là lúc mà Mega Mewtwo X đã tiến hóa lên được một cái cấp độ mới của đòn skill 1 và kèm theo là nó cũng sẽ bắt đầu được sử dụng đòn tuyệt kỹ của nó À, bây giờ đòn skill 1 của nó khi tiến hóa lên cấp 2 thì nó vẫn sử dụng uh, đòn skill 1 y xì như là cấp 1, tuy nhiên là nó sẽ có thêm hiệu ứng. À, đó là bây giờ nó sẽ gây ra thêm sát thương phụ dựa theo 30% sát thương nó gây ra và 15% cái sát thương đó thì nó sẽ được hồi máu và dành cho bản thân và sẽ, nó sẽ bỏ qua các cái hiệu ứng vào dạng như là chặn hồi máu hay là giảm hồi máu chẳng hạn. Thì vừa rồi các bạn thấy nó đã được hồi đó là 1 triệu 416.000 máu dựa theo sát thương mà nó đã gây ra. Đó đòn tuyệt kỹ ở à đòn skill 1 à, sau khi được tiền hóa lên cấp 2. Và như các bạn để ý bây giờ nó đã được đến 2 cái ngôi sao vàng rồi. Tức nghĩa là tiền hóa lên cấp độ 3 của skill 1. Bây giờ skill 1 của cấp độ 3 thì nó cũng sẽ có thêm hiệu ứng đến từ skill level 1 cộng thêm cả skill level 2. Còn skill của level 3 sẽ bổ sung thêm các hiệu ứng sau. Đó chính là đòn tấn công của nó bây giờ. Uh, 50% sát thương của nó gây ra thì nó sẽ đánh lên toàn bộ địch khác nữa. Và nếu mà địch chỉ có một thôi chẳng hạn thì là địch đó sẽ bị nhận gấp đôi sát thương. Và như các bạn thấy bây giờ mình đánh một con một đùi đá rất là to nhưng mà toàn bộ địch đều mất máu. Đó là dựa theo cái skill 1 level 3 của Mega Mewtwo X. Uh, cộng dồn một hiệu ứng của cả ba cấp độ luôn. Và bây giờ các bạn thấy đó là uh, cái ấn của Mega Mewtwo X nó đã được ba cái ngôi sao vàng rồi. Tức nghĩa là skill 1 của Mega Mewtwo X nó tiến hóa được lên level 4. Và level 4 này của skill 1 thì nó cũng sẽ sử dụng hiệu quả của cả ba cái level trước. Và bây giờ nó sẽ có thêm hiệu ứng nữa. Đó là nó sẽ gây thêm 150% sát thương công vật lý đánh lên mục tiêu chính này. Và địch đứng đằng sau sẽ bị nhận đó là 70% cái sát thương đó. Nếu mà địch chỉ có một thôi chẳng hạn thì là cái sát thương đó lại cũng được tăng thêm đến 100% đam Thế nên là càng lúc skill 1 của Mega Mutrix càng lúc càng mạnh này thì bây giờ mình sẽ đánh một đòn lên địch này và nó sẽ đánh xuyên lên địch ở đằng sau nữa. Thì vừa rồi đó là bốn cái skill 1 của Mega Mutrix mình đã vừa giới thiệu xong à, với từng cấp độ. Càng lúc càng lên dần thì Mega Mutrix càng lúc đánh càng mạnh và hầu như là skill 1 của Mega Mutrix khi từ cái level 3 trở đi là nó sẽ đánh lên đánh lên toàn bộ địch rồi thì vừa rồi mình đã giới thiệu xong về skill 1 với skill 2 của nó thì nó sẽ có hai loại kỹ năng chủ động này và các bạn để ý thấy là Mega Twitch đang đầy cái cột ấn nộ này và được ba ngôi sao vàng khi mà đầy được ba cái ngôi sao vàng như vậy rồi thì nó sẽ bắt đầu tính đó là sau hai lượt nữa thì là những cái ấn của Mega Twitch nó sẽ biến mất đi và nó sẽ được tính bắt đầu trở lại từ số 0 cho nên là trong lúc này hai lượt này thì coi như Mega Twitch nó sẽ rất là mạnh luôn skill 2 đầu tiên thì là bạn sẽ tấn công theo kiểu bình thường và kiểu dạng như là nó sẽ cần thời gian hồi đó là ba lượt nhưng mà với skill tiếp theo thì là điều kiện của cái skill 2 này thì nó phải dựa theo đó là mega một chút phải đạt được 6 cái ấn thì mega một chút mới được sử dụng và nó cũng sẽ mất thời gian hồi đó là ba lượt mình sẽ giới thiệu về skill 2 này trước skill 2 này nó cần 6 ấn này skill 2 này thì là tác dụng của nó đó là sử dụng cái đòn tấn công của skill 1 easy như vậy coi như một đòn skill một khác nữa và skill này của nó sau khi nó tấn công xong thì là nó sẽ triệu hồi ra một cái ảo ảnh của Mega Mewtwo X. Nó đứng đằng sau con Mega Mewtwo X. Các bạn sẽ thấy nó là hơi mờ mờ trên thế kia. Nó sẽ bằng 50% các chỉ số của Mega Mewtwo X này. Và khi mà chủ nhân của nó mà bị nhận sát thương thì nó sẽ có 50% tỷ lệ nó sẽ chạy ra đỡ hộ cho chủ nhân của nó. Giống như cái bóng của Zelda nhưng mà tỷ lệ của nó là 50% và khi nào mà cái bóng này của Mega biến mất thì là tự dưng nó sẽ sử dụng được đó là một đòn skill 1. Và các bạn thấy bây giờ sau khi mà đã đủ được đến hết cái ấn rồi, 12 cái ấn thì sau hai lượt thì Mega lại bị trở về là không. Lúc này thì những đòn skill 1 của Mega lại yếu hơn và bạn sẽ bắt đầu tích ấn lại từ đầu. Thế nên là mấy Mega này nó sẽ không nó sử nó sử dụng đòn tuyệt kỹ của nó lại không hề liên quan đến cái cột nộ mà lại sử dụng liên quan đến là những cái ấn mà nó đã nhận được và những ngôi sao vàng kia. Bây giờ là mình sẽ sử dụng đòn skill 2 à, loại này. Loại đầu tiên đó là với skill 2 như thế này thì nó lại sử dụng một đòn tấn công của skill 1 và nó sẽ tiến được vào một cái cái trạng thái. Như các bạn thấy là có cái lốc xoáy đi kèm này. Ở trạng thái này thì nó sẽ tăng thêm cho bản thân nó đó 30% tỷ lệ đỡ Và những cái sát thương mà Mega Mugwit đang nhận vào lúc này Thì nó sẽ được lưu trữ lại Và lần sau đến khi lượt Mega Mugwit hành động Thì là nó sẽ gây sát thương lên toàn bộ địch Dựa theo cái lượng sát thương mà nó đã nhận vào lúc đó Và tuy nhiên là cái lượng sát thương mà Mega Mugwit đánh lên toàn bộ địch như thế này Thì lại không vượt quá đó 300% công vật lý của bản thân à, Kiểu dạng như Mega Mugwit nhận lúc này nhận được tầm uh, 300.000 sát thương đi Mà địch đang có 6 6 con chẳng hạn thì đến lượt hành động sau thì 300.000 cái sát thương đó nó sẽ chia đều cho cho 6 bằng uh, mỗi địch sẽ nhận thêm nó 50.000 sát thương nữa. Thì đó là chính là đòn tuyệt kỹ, à, uh, đòn skill 2 của Mega Motric. Và tiếp đến thì mình sẽ giới thiệu về đòn tuyệt kỹ của Mega Mochuix. Uh, Mega Mochuix, đòn tuyệt kỹ của nó nó sẽ sử dụng đòn skill 1 của nó, nhưng mà lần này nó sẽ sử dụng kiểu dạng như là sát thương gây ra thì là dựa theo đòn hai lần cái đòn skill 1 mà nó đang có. Tức nghĩa là các bạn phải nên nâng nó ấn càng nhiều thì lúc đó thì cái sự đòn tuyệt kỹ của nó nó mới gây ra sát thương càng cao lúc này thì mega một chú x của mình nó đang không có cấn nào cả thế nên sát thương của nó gây ra cũng sẽ không phải là cao lắm và đòn tấn công này thì nó sẽ tấn công lên một địch này đây trên do tuyệt kỹ mình quên mất tắt sứ mất cái hiệu ứng tuyệt kỹ rồi và nó sẽ lôi kéo địch vào một cái đấu trường giống như thế này ở cái đấu trường này thì coi như là những địch bên ngoài không hề liên quan luôn cả hai sẽ phải sử dụng skill một để đánh lộn lẫn nhau, à, nó sẽ kiểu dạng như là nó sẽ tồn tại ở trong cái đấu trường này trong vòng kiểu dạng như là 3 lượt, nhưng mà nếu cứ với mỗi cái ngôi sao vàng mà Mega Munch đang có thì nó sẽ kiểu dạng như là nó sẽ cộng thêm một lượt nữa, càng nhiều ấn sao vàng thì uh, Mega Matrix nó ở cái trạng thái uh, ở trong cái đấu trường đó càng lâu, nếu mà kiểu dạng như là đến ba cái ấn sao vàng là coi như đến 6 lượt rồi À, lúc đó thì à, cái cái thời à, kiểu dạng cái lượt ở trong cái đó ở cái đấu trường đó lại không hề liên quan đến bên ngoài kiểu dạng như là bạn à, coi như là một cái thế giới riêng biệt luôn à, kiểu dạng bạn à, ở trong thế giới đó gọi như là chết trong đó thì coi như là bên ngoài đấy cũng coi như mất tích luôn chẳng hạn hoặc là cũng không thể kích kích, kích hoạt được một vài cái kiểu dạng như là à, bạn biết là con à, Raymond Kio chẳng hạn kiểu dạng như là khi mà nó bị chết chẳng hạn thì là nó sẽ à, biến hóa thành một cái linh hồn đấy nhưng mà ở trong cái đấu trường đó thì coi như là nó chết trong đó thì coi như là không có con Pokemon nào cả thì coi như chết luôn không có cái linh hồn nào nữa hay là khi bạn đấu với cả con Tyranitar chẳng hạn hay Luza, Luza thì nó sẽ có một cái lần kháng tử nhưng mà ở trong đấu trường đó, đấu trường Suura đó thì là coi như là nó cũng sẽ có trong cái lượt đấy hết cái lần kháng tử ở trong đấy luôn thì coi như là cũng sẽ bị tiêu diệt thì đó chính là cái hiệu ứng của đấu trường Suura của Mega Mewtwo, nó sẽ rất là mạnh luôn và ở trong cái đấu trường Suda như vậy thì nó cũng sẽ miễn nhiễm với tất cả những hiệu ứng đó là đam à, thực này với cả những hiệu ứng đó là đến từ phần nội tại này à, ví dụ như là ví dụ như là bạn lôi kéo một con Raymond Goldon à, à, có khả năng động đất mỗi lượt chẳng hạn thì à, lúc đó cái hiệu ứng động đất của Raymond Goldon lại không hề có tác dụng luôn và ở trong cái đấu trường như vậy ấy, thì à, khi mà Mega Mewtwo X mà có cái công vật lý mà lớn hơn địch thì địch bắt buộc phải đó là cái tốc độ phải kém hơn Mega Mewtwo X luôn cho nên là nếu các bạn nuôi Mega Mewtwo công vật lý cao thì coi như địch kiểu gì cũng sẽ đánh sau với, với Mega Mewtwo X. Và ở trong cái đấu trường đó thì cả hai uh, sẽ chỉ sử dụng đúng là skill một thôi. Và khi mà công vật lý cao hơn địch như vậy rồi thì uh, địch sẽ bị mất đi 30% máu ở hiện tại. Còn nếu mà trong trường hợp mà công vật lý của Mega Mewtwo lại nhỏ hơn địch chẳng hạn thì là những sát thương mà Mega Mewtwo nhận vào lại sẽ bị giảm đi 20%. Nói chung kiểu gì thì Mega Mewtwo vẫn sẽ có lợi nhưng mà uh, lớn lớn công vật lý mà lớn hơn thì vẫn có sẽ có ưu thế hơn cái đấu trường Sura đó nó sẽ tồn tại trong 3 lượt này cộng thêm khi mà Mega Matrix nó có thêm những cấn sao vàng khác à, tiểu dạng như là tối đa là 6 sáu cái rồi này nhưng mà nếu mà giả sử ý, Mega Matrix chết hoặc là địch mà chết sớm hơn chẳng hạn thì coi như đấu trường nó cũng sẽ biến mất luôn và càng có nhiều cái ấn sao vàng thì cái đấu trường Sura của Mega Matrix lại càng có thêm nhiều hứng nhiều hữu ứng à, đầu tiên ví dụ như là Mega Matrix đã có một ấn sao vàng thì ở cái đấu trường Suda đó thì những đòn tấn công của địch sẽ bị giảm đi đó là 30%. Nếu bạn có hai cái ấn sao vàng thì là đòn tấn công của địch nó sẽ không kèm theo bất kỳ hiệu ứng nào cả, chỉ coi như là một đòn đánh, đòn đánh thường. Còn nếu ba bạn mà có ba cái ấn sao vàng thì là cái giảm thương của địch sẽ bị giảm đi đó đó là 30% và kèm theo nữa là tỷ lệ đỡ cũng sẽ bị giảm đi đến 30% nữa. Thế nên là lúc mà ra đòn tuyệt kỹ mà càng nhiều ấn sao vàng thì Mega nó sẽ càng gây ra sát thương rất là cao. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu về về phần nội tại của Mega Các bạn biết rồi đó là cứ khi mà nó hành động thì nó sẽ nhận được đó là một cái ấn nộ và cứ khi nó nhận được bốn cái ấn nộ thì nó sẽ nhận được một cái ngôi sao vàng để có thể giúp cho nó tăng thêm level của skill 1. Và đây, đây chính là một cái ấn nộ của nó này. Nhận được một cái ấn nộ rồi. Và mỗi cái ấn và với mỗi cái ấn nộ mà Mega Matrix đang có thì nó sẽ tăng thêm đó là 5% sát thương công vật lý và bỏ qua đó là 5% thủ vật lý của địch. Nội tại kế tiếp đó là cứ khi nó mất đi 1% máu thì là công vật lý với cả giảm thương của nó sẽ tăng thêm đó là 1%. Và khi đánh lên địch nào mà địch đó không đỡ được hoặc là địch đó đang bị dư hiệu ứng chảy máu hoặc là hiệu ứng cao thì là cái sát thương của Mega Matrix nó sẽ tăng thêm đó là 20%. Một cái nữa để giúp cho Mega uh, chống được những hiệu ứng khống chế, đó chính là khi bị dính bất kỳ hiệu ứng khống chế nào mà uh, dính cái loại mà có thể hóa giải được thì ngay lập tức cái hiệu ứng khống chế đó sẽ chuyển biến thành nó là cái hiệu ứng câm lặng. Câm lặng thì uh, có nghĩa là không sử dụng được skill 2 và skill 3, nhưng may mắn thì uh, Mega nó thay sử dụng skill 1 là chính thôi. Uh, tuy không phải ra đòn tuyệt kỹ sớm nhưng mà nó cũng sẽ vẫn không ngăn chặn được đó những đòn tấn, tấn công skill 1 rất là ác độc của nó. Và một cái uh, chống đỡ tiếp theo của Mega Man rất là tốt luôn đó chính là những đòn tấn công mà không phải skill một mà khi đánh vào Mega một Switch thì là những đòn đó sẽ bị giảm đi 30% đồng thời thì uh, Mega Man nó sẽ có thêm đó là 30% tỷ lệ đỡ với những gần uh, những đòn tấn công đó và khi mà Mega Man nhận đỡ được đòn tấn công đó nữa chẳng hạn thì có 50% tỷ lệ nó sẽ né được những đòn tấn ở uh, như là những hiệu bất lợi đánh lên người nó một đội tại kế tiếp nữa của Mega Man đó là uh, Trước mỗi lượt bắt đầu, Mega Munch là là con hành động đầu tiên ở trong team bạn thì đến uh, sau khi mà đồng tất cả đồng đội hành động xong thì Mega Modric nó lại sẽ được hành động thêm một lần nữa. Cái này nó sẽ sở hữu được kiểu dạng như là trước khi mới lên Mega rồi, à, lên Mega nó còn giữ lại được cái cái uh, hiệu quả này. Thì bây giờ các bạn thấy là lượt đầu lượt thì Mega Modric nó được hành động thì bây giờ cuối lượt lại được hành động thêm để giúp cho nó có thể tăng thêm được nó vào một cái ấn nữa. Và như các bạn thấy là không có hiệu đánh lan gì cả bởi vì là skill 1 của Mega chưa tiến hóa lên được cấp bất kỳ cấp độ nào. Mega này nó sẽ hay tấn công những lên những địch nào, đó là những địch nào mà đang tàng hình thì Mega nó sẽ hay lựa chọn những địch đó để tấn công. kiểu dạng như là đây là một cái kiểu khắc chế với cả team nào mà có những con tàng hình, cứ tàng hình là Mega nó vẫn có thể tấn công được này. và những địch nào mà đang tàng hình mà tấn công vào Mega thì sát thương nó sẽ giảm đi 20%. và một cái nội tại kế tiếp để giúp cho Mega Chuix Uh, trở thành một con uh, có khả năng phòng ngự rất là tốt. Đó chính là cứ những đòn tấn công nào mà vượt quá 30% máu gốc của nó, trước khi mỗi uh, kiểu gọi như cứ mỗi lượt, chẳng hạn, thì là đòn tấn công đó nó sẽ bị bỏ qua luôn. Nó sẽ né được đòn tấn công đó. Coi như là một đòn tấn công quá mạnh đánh vào Mega X thì cứ mỗi lượt nó sẽ né được một lần. Vậy còn trong tình huống nếu mà Mega X mà không có địch nào mà tàng hình để nó tấn công, chẳng hạn, thì nó sẽ ưu tiên tấn công những địch nào nữa đó là địch mà giới hiệu ứng đó là con mắt giận dữ của Ramagenta, tuy nhiên là mình đang không không cho Ramagenta ở đây nên các bạn không thấy hiệu ứng con mắt giận dữ đó của Ramagenta nó sẽ đặt lên địch mỗi lượt, thế nên là đó chính là mục tiêu của Mega Mewtwo X. Còn đâu nếu không có cả hai những những yếu tố trên thì Mega Mewtwo X nó sẽ tự động tấn công lên ngẫu nhiên địch. Và cái hiệu ứng cuối cùng của Mega Mewtwo X đó chính là trong tình huống Mega Mewtwo X mà Dạng như là nhận một sát thương trí tử thì nó sẽ không chết. Và như các bạn thấy đây, nó nhận một hiệu ứng khống chế là ngay tức chuyển thành câm lặng này. Và bây giờ chuẩn bị nhận một sát thương trí tử. Thì nó sẽ không chết. Mà lúc đó nó sẽ lôi kéo một địch, ưu tiên địch nào mà đánh nó à, chết chẳng hạn. Lôi kéo vào trong một cái đấu trường sinh tử cuối cùng. Ở đấu trường sinh tử này thì Mega Matrix nó sẽ ra đòn skill 2. Còn địch chỉ có thể ra đòn skill 1 thôi. Và trong đấu trường này thì nó sẽ tồn tại đến tận 10 lượt đến khi hoặc là kết thúc sớm hơn khi địch nào mà kiểu dạng như là chết chẳng hạn. Và ngay tức lúc đó thì Mega Matrix đó nhận được đó là sau cái ấn nộ rồi. Và sau khi mà thoát ra khỏi đấu trường sinh tử thì coi như cái ấn nộ của Mega Motric là coi như bằng 0. Mega Motric, hiện tại bây giờ đây là một Pokemon kiểu dạng như là rất là bá đạo ở thời điểm hiện tại luôn. Team kiểu gì cũng phải có Mega Motric này thổi bay một hiệu ứng khống chế nhưng mà lại bị chuyển luôn trở thành hiệu ứng câm lặng này vừa rồi là lôi kéo luôn còn uh, Masadao vào trong đấu trường sinh tử và đã kết thúc nó luôn này đó chính là cái hiệu ứng đấu trường sinh tử của Mega Mô X Vậy là mình đã giới thiệu xong về bộ skill của Mega Mojo X rồi bộ skill của nó rồi là cũng không phải là quá khó hiểu Tuy nhiên là có quá là nhiều hiệu ứng và cái phần nội tạng cũng quá là dài càng dần về sau thì càng S cộng hệ SS bộ SQ rất là dài luôn và có khả năng đó là tất cả các S cộng và S đều sẽ bị chỉnh sửa lại hết bộ SQ thôi để cho rút ngắn gọn lại với Mega Matrix hiện tại bây giờ nếu mà team bạn mà không có thì dạng như là bạn sẽ cảm thấy là dạng như yếu hơn đi rất là nhiều có một con S mới S cộng mới ở thời điểm bây giờ nó sẽ làm cho team của bạn tốt hơn rất là nhiều với Mega Matrix cũng vậy một con SS của gọi là như là của VIP 12 mới có thể có được, hiện tại thì dưới VIP 12 coi như không có. À, nó thể hiện rất là tốt luôn. Team bây giờ mà thiếu Mega một chút là coi như là các bạn sẽ bị thất thế hơn team của người khác rất là nhiều. Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong về bộ skill của S thứ 5 rồi. Hầu như S nào ra thì mình cũng sẽ có một cái clip review về skill của S đó. Và trước đó thì có Mega TNC thì mình cũng đã giới thiệu rồi, tuy nhiên là dần dần về sau cũng đã chỉnh sửa lại một xíu thì khi nào nó ra mắt ở bản tiếng Anh thì mình sẽ lại review lại nhớ đâu lại bộ sửa cứu cũng đã chỉnh sửa uh, tiếp trong thời gian tiếp theo chẳng hạn Mega Magic thì mình sợ là sắp tới cũng sẽ bị chỉnh sửa chẳng hạn thì thôi mình cứ review trước vậy